đây dưới chân con còn luôn, bên kia con còn hay cả đó. Trời ơi, quá đã mọi người. Mấy con đang đen là trời nó chết đây. Ui ba con luôn. Trời ơi, vậy là mối tình tay ba này không thích uống trà đào, không thích uống trà xanh, không thích uống trà đào, không thích uống trà xanh. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Gần Gũi Vlog, và đây là em trai của mình, đây là cú lùng. Gì cu lùng đó, cu không được cáo nhé, cu lùng không được cáo nhé, cu lùng. Hồi trưa này thì Huy nhận được một cuộc điện thoại của thằng em mình, thì nó nói là ở dưới khu vực nhà em á là ở dưới biển mọi người. Chút xíu nữa Huy sẽ dẫn cho tất cả mọi người cùng đi. Thì ở ngoài biển đêm thì nước rồng người ta sẽ đi bắt gì ta, bắt nhiều ốc người có gì đó không em? Ốc gai, ốc mỡ hả? À, ok, thì buổi tối ngày hôm nay hai anh em mình sẽ trải nghiệm đi xuống biển, tìm được cái gì thì sẽ bắt nha mọi người. Hy vọng là sẽ có chuyến được phẩm, thì mọi người cùng đồng hành với hai anh em nha. Ok, thì bây giờ mình đi thôi. Let's go. Ok mọi người, thì bây giờ hai anh em mình đã đi ra đến biển rồi nè mọi người. Đó, anh em mình sẽ đi ra khỏi cái gành đá này, đi ra ngoài biển ngoài kia, sẽ lội ra túi ngoài kia, sẽ để hai đôi dép ở đây nha mọi người. Đó, chút xíu vô còn cái chiếc là cũng mắc cười lắm á. Ok, bây giờ mình bắt đầu đi nha mọi người. Đây là cục mốc 200m từ bờ ra tới biển nha mọi người. Đây nè mọi người, nhìn cây nè, đây mấy cái con hào, còn mấy cái con nhìn u, cái con nhỏ xíu nè, đẹp quá trời nè, nó đu vô nha mọi người. Đây là cục mốc 200m phải không em? Đây nha mọi người, đó, đây vô đó là 200m, còn phía bên đây là Vũng Tàu nè mọi người. Đó, phía bên đèn bên này là Vũng Tàu nha. Đó, mọi người thấy mấy cái ngọn đèn hải đăng không, quay lại đó, đó mấy cái pin nè. Trời ơi, con ốc gai kìa. Đây, ốc gai. Con gì kìa? Ốc gai nữa hả? Đây, trời ơi, hai con nha mọi người. Nè, nãy giờ bắt nhiêu đây nè. Ôi, quá đã. Đêm thì không phải là chỉ có hai anh em mình đâu mọi người. Kìa, còn quá trời người luôn kìa. Đèn quá trời luôn, giờ bên dưới nè, người ta đi bắt cái này nhiều nha mọi người. Sống không? Ủa nè. Trời ơi, quá đã. Hai con. Ba con luôn. Đây. Quá đã. Đi bắt mà trong như đi ăn trộm nha mọi người. Ai út đi mà. Đây nè, phải không? Trời ơi, quá đã. Trời ơi, quá đã. Ngon lành cành đào. Ui, đây mọi người. Đó, đây mọi người. Vừa mới phát hiện ra một con ốc. Ốc này là ốc gì ta? Ốc gạo hả? Ốc gạo. Đó, lụm gạo. Đây. Đó, nãy giờ em mình bắt cũng được hai con. Rồi bỏ vô thùng luôn mọi người. Ủa con gì chạy nhanh quá vậy? Ốc bông hồng mà. Trời ơi, đây nè. Anh chạy nha. Ốc không? Ốc gì? Ốc gạo hả? Chắc nó trong họ giống hả? Tính ra hai anh em của anh có hả? Mà về là không có. Nhà có anh là hên đó bác. Trời ơi, cái con nghiêu chà bá luôn. Trời ơi, không biết còn sống không? Trời ơi, nghe. Trời ơi, đây nè. Ôi, xúc phạm người nhanh luôn. Con ốc nhiều bự. Quá trời luôn. Con nhiều. Con này con gì ta? Con này nè. Nè, con này nè.
còn nó bươi cát chốn mày. Nó cũng không biết nữa. Trời ơi, anh dập anh nhanh bươi cát chốn đi. Có cái hàng anh nhanh lắm. Quá. Một con ốc hai con nghêu, mà con nghêu này nhỏ quá. Cho về thiên nhiên. Đây. Thành quả này mọi người. Quá đã. Đó. Nghêu. Trời ơi, trời má ơi con nghêu nó bự. Trời ơi, ốc quá trời luôn. Quá đã, quá đã. Đạp xuống nó dính vô. Rồi biển này thì đêm mình đi bắt được cái gì thì mong mọi người đồng hành với anh em nha. Tại vì ngoài biển nó có con gì thì mình bắt con đó nha mọi người. Quá đã. Đây nè, đây nè, đây em ơi, đây nè. Quá rồi. Trời ơi, hai con. Nhà bá luôn. Đâu đầu bươi thử đây coi có không. Không có nhiều nhỏ. Có nhiều con. Ấy. Ôi ôi, quá đã, quá đã. Đây. Con. Đây mọi người. Đi qua đi lại cũng gặp mày nữa. Đây. Tính ra anh cũng biết bắt cái bộ lần đầu đi ra biển. Lần đầu làm chuyện ấy. Lần đầu mà đi bắt được bắt giỏi vậy là ok đó, quá ok luôn. Trời ơi, đây nè anh ruột. Em tìm anh cũng cực khổ. Đây mọi người. Ba con. Ui. Nghe cái lỗ nó là có nữa, nó giống như con hến vậy ta. Có chỗ đó có nữa. Đây đây đây, cầm ơi. Có bươi lên. Có bươi từ từ nha, ốc gai á. Nè, đó. Thấy không? Có đã chưa? Nè. Không, tại chỗ này nó còn. Đã quá nè mọi người. Trời ơi. Chứ không thì nhìn luôn. Đây nè, trời ơi. Trời ơi, đây nè. À, quá đã. Đó. Giống như là ổng Huy về Huy bắt hến nè mọi người. Ở chỗ này có con con, chỗ đó có đụm luôn to. Quá đã. Đây nè, đây nè. Chùm đi ta. Con nhỏ quá. Cho vào lại đi, nước lớn vô lên đó. Thấy chưa? À. Lắp lại đúng không? Đây nè. Đó, quá đã luôn. Trời ơi. Ngon lành. Đây đến cái điểm tiếp theo nha mọi người. Trời ơi. Trời ơi, quá đã. Thấy mọi người, nãy giờ thì hai anh em đang ở ngoài biển mọi người. Rồi, nãy giờ lội bắt đuối luôn mọi người. Đi từ tuốt ở trong bờ đi ra tới tuốt ngoài này. Một hồi là ngủm củ hồi tỏi luôn. Củ hồi tỏi luôn. Nãy giờ thì anh em cũng bắt mớ rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đi đến cái điểm tiếp theo và bắt tiếp cho mọi người thêm thôi. Mọi người đừng ra màn hình nha. Dưới chân cũng có con luôn, bên kia có con hay kìa. Đúng rồi. Đó. Ừ, quá đã mọi người. Mấy con đang đen mà thường nó ít chết. À. Trời ơi con cá, ôi con ốc. Chà bá nè mọi người. Đó, quá đã luôn. Đây, đây. Trời ơi nó vụn trình. Nó ăn con nghêu. Nó hiếp dâm nghêu. Hiếp dâm nghêu xíu rồi. Đây nè. Đây. Quá đã. Ôi, quá đã. Đây, đây là thành quả của hai anh em nè mọi người.
Đó, bắt nhiều, nhiều thì nhiều nha mọi người. Ốc không có được nhiều. Ê, con cà bá luôn kìa. Trời ơi. Trời ơi. Quá đã, quá đã. Nè 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 nè. Ủa? Con này chết luôn hay gì vậy? Yếu rồi. Con đó yếu hả? Chết rồi. Trời ơi, yêu gì yếu vậy ta? Yêu gì yếu vậy ta? Nè nè, con ốc nè. Ốc nè. Quá dữ quá thấy á. Trời ơi. Nè nè. Nè con luôn. Trời ơi, quá đã rồi. Đây nè. Quá đã mọi người. Đó, trời ơi, đã chưa? Đây hồi nãy anh thấy sữa chưa? Hả? Đó. Sữa đâu? Đó nè. Trời ơi. Nó còn sống kìa. Sữa. Đây mọi người. Đây là, đây. Kẻ thù truyền kiếp của mấy chị nữ đi biển nha. Cái chồng yêu á. À. Đây. Ok. Ngồi đây cô qua được nè. Chỉ cho anh con đây. Kìa. Yêu chào bá luôn. Không ngàn gà thì xa là mày đang tò te tú tí. Đây ui ba con luôn. Ui. Trời ơi. Ui. Vậy là mối tình tay ba này không thấy uống trà đào, không thấy uống trà xanh à? Uống trà đào, không thấy uống trà xanh à? Quá đã. Ui ốc gà kìa, ốc gà kìa. Đó đó. Tôm nha mọi người. Bắt bắt đó. Ê, đó, một con tôm. Vô vô. Một ra, em. Thế là bữa nay đi với anh có đó. Gì hả? Chứ là không. Anh đã nói rồi, đi anh là cái gì cũng có chứ. Đi với anh là trúng mánh. Ông này vô quá, đêm về không biết làm sao nha. Không nói trúng gió à. Không nói trúng gió. Cái này con gì ta? Ôi. Cua bằng đấy à? Ui kìa anh bò kìa. Đã chưa. Đây. Bắt được 4 con ốc gai đây mọi người. Đây nè, mấy em nè. Rồi nó đâm cho cái tay thì thôi nhé luôn ha. Máu không luôn. Muốn ăn đâu phải dễ đâu. Đó. Chút xíu nữa anh sẽ xử mấy em sao. Nè bỏ vô đi em. Mới quấn một cái gì ứng đau quá. Ốc nghêu gai. Gì? Trời ơi. Hai con ốc gì? Ốc gì? Ốc bông. Ốc bông hả? Trời ơi, hai con. Mỡ. Hai con mày, hai thằng mày làm cái gì đây? Ốc mỡ. Nãy giờ mới bắt được hai con ốc mỡ mọi người. Quá đã. Đây, bỏ vô. Thằng em mình thì bây giờ nó đi ở bên kia nha mọi người. Ôi thì bây giờ Huy đang đi ở bên này. Điều này bắt đây, một con nghiêu còn nhiều nè. Đây mọi người. Nãy giờ thì hai anh em mình đi bắt cũng khá mệt nha. Để Huy kêu thằng em lại để cho mọi người xem khám xét thử nãy giờ anh em bắt được nhiêu nha. Em gục lại đây. Đây quay. Không quay cho mọi người xem luôn thực tế đi. Đây xíu gì nhà mình đổ. Khỏi. Đây. Một cái xô này nè mọi người. Một cái xô này dạ nặng quá. Một cái xô gắp đất đá nha. La gù mà nó lên hơn nửa xô. Đó, chút xíu về nhà Huy sẽ đổ ra. Rồi mình ngâm nước rồi sẽ review cho mọi người xem. Đây. Ok thì bây giờ mình về thôi em ơi. Đây mọi người, thành quả mà nãy giờ hai anh em đi một tiếng mấy rồi mọi người. Tiếng mấy lặn lội ngoài biển đây. Nghêu. Rồi ốc gai. Ốc mỡ. Với lại ốc gì ta? Ốc bông. Đây mọi người. Đó. Đó tiến hành chế biến thức ăn nè mọi người. Đó. Thì nãy giờ anh em mình cũng ngâm chung với ớt nè. Đây. Đó, thì bây giờ nghêu với lại ốc gai với ốc bông này nọ thứ nó cũng ra sạch rồi. Thì mình cũng chuẩn bị đây là một cái nồi sả. Đó thì ngày hôm nay thì anh em mình sẽ chế biến là cái món là ốc nghêu hấp sả. Ok, cho vô luôn em ơi.
Ok. Ai hốt đi mà. Vô. Vô hả? Khoan, trước khi ăn thì mình phải giới thiệu trước cái đã. Đây là anh Tự nha mọi người. Hồi nãy anh Tự không có đi bắt, tại vì anh Tự còn ở lại nhà để coi chừng nhà mọi người. Nhà chỉ có hai anh em thôi. Thì đây là những gì mà mọi người đang mong chờ. Đây là nghêu hấp xả. Đây là ốc gai, ốc mỡ, ốc bông. Với ốc bông, ốc mỡ. Đây hai dĩa hoành tráng lệ luôn. Đó, hai anh em đi hơn một tiếng nha mọi người. Wow, khuya quá vậy đó. Chạy nước miếng. Chạy nước miếng. Còn nói chung là bây giờ không làm tất cả mọi người chờ thêm lâu nữa. Anh em mình xin được mời tất cả mọi người cùng dùng chung với anh em mình nha. Ok, trải nghiệm thôi đây. Tâm đâu? Giờ mình vô cái đi. À vô cái luôn hả? Trời ơi. Vô. Bây giờ là hôm trước xuống nhà của Năng á là cũng ăn ngay giờ Linh mà bây giờ cũng gần giờ Linh đó mọi người. Vô. Vô quá mấy em mọi người. Đây mời mọi người nha. Mọi người nha. Ừ. Quên. Cái đường ta thá. Đã quá. Vô đi mọi người. Mà bây giờ ăn thử con nghêu đi. Nghêu hấp xả. Nè ăn con nghêu này nè mới ngon. Ồ, con nó chết rồi. Không? Ừ đúng rồi. Đây. Đó. Đây mà mọi người dùng, dùng chung với mình con nghêu nha. Mọi người nha. Trời ơi. Chảy nước miếng luôn luôn. Đó. Ừ. Ngon thiệt. Rồi con này là con nghêu đại. Con nghêu giò báo mọi người. Đây mọi người nha. Trời ơi. Ngon. Nó ngon lại mình đói ta. Ai hút được mà. Mình đói ta. Mình đói. Quá đã. Rồi thử không? Mà nên mà nó chấm ngon không? Nó chấm ngon. Quên. Đấy giờ quên khen ở nhà. Nhưng mà vẫn có góp phần. Nó làm cho nó chấm trời sẵn mọi người. Ốc nghêu chưa về tới là làm cho nó chấm trời sẵn mọi người. Mình thử ốc đi. Ốc bông đi. Này cho cùng ăn con này đi. Hai anh em đi bắt hơn một tiếng được hai con ốc mỡ mọi người. Coi như là ốc bông không, với ốc gai, nghêu. Đó. Đây mọi người. Và đây cảm ơn mọi người nha. Ốc mỡ. Trời ơi nè, nghêu đại không nè. Đây. Giờ cái muỗng qua bên này đi. Đó. Cái chén nước chấm nè mọi người nhìn nè, trời ơi nó đổ quét hết ý luôn. Đó. Đó, đã chưa? Quá tuyệt vời. Mời mọi người nha. Chúc một công lao anh em đi bắt. Thành quả xứng đáng. Đúng không? Được rồi. Làm thêm cái nữa. Vô đây. Vô. Vô luôn mày. Vô luôn mày. Bắt nhỏ đi bắt mà nhỏ cầm quá trời mọi người. Đây mọi người nha. Tới một chuyện thiệt. Trời thì bây giờ là cái mùa này gần biển là nó rất là lạnh mọi người. Mà đêm này uống rượu như vậy à, tới một chuyện thiệt. Ấm á. Nóng uống cái đầu nóng cái đó. Để bây giờ mình thử ngốc gai đi. Đây. Chấm hết hà đồ. Ốc, ốc. Này bưng chấm lên thực tế nè. Đây. Đó. Đây mà đây cả mọi người nha. Trời ơi nhìn chén chấm nè. Mình là mình chấm đậm đà, mình dân miền Tây nè mọi người. Nó chấm nè, có chấm nè. Quẹt lên. Đó. Nhấm lớn rồi. Tới, tới, tới. Đây còn ốc mỡ nè. Nó ngọt ghê á. Ốc ghê, ốc ghê, ốc gai. Ốc gai tới mình ốc gai ngọt cực kỳ là 3 giờ hiện tại mấy bữa nào mình có làm hồ mới bắt hồ là 1 kg 5 rưỡi á. À. Chưa vậy? Là mình đi bắt là mình bán lại 1 kg 5 rưỡi đó, chưa quầy bờ kia là chưa có. Bây giờ còn nè, vũ này nè, vũ cát cái đồ vũ này nè. Con mã nè. Trời ơi. Thôi em ăn đi, anh ăn con được rồi. Công lao hai anh em đi bắt mà. Đây. Nãy em tưởng con có bông chứ. Mời tất cả mọi người nha. Trời ơi. Ngon. Đây. Ngon. Con mà uống rượu vô sướng nè. Sướng nữa, đúng rồi. Sướng vô. Nhiều. Nhiều mọi người. Ở vùng biển thì mỗi con nước
nước rồng ban đêm thì dưới biển này người ta đi bắt nhiều lắm mọi người, bắt cua, bắt cá, bắt ốc, bắt nghêu, bắt này bắt nọ, thậm chí là đi bắt ma luôn mọi người, thậm chí là đi bắt ma luôn. Đã đi anh em đâu có thấy đâu ha. Đó, nói nè, bữa nay đi với anh Huy á, đi trúng mánh, nói ừ đó. Chỉ anh còn cái loại trúng em, trúng gió em, gió. Không mà bữa nay trúng mắm thiệt. Không á, em nói anh Huy nghe nè, bây giờ anh đi á, là nước đang rồng ra anh bắt, đúng không? Ừ. Mà anh bắt nước lớn vô là cúm. Nó ra. Tại vì sao? Sao với hai nữa nước nó thổi luôn, nước lớn tới nó hơi nước luôn, mình bắt hồi đó mình lạnh luôn. Không mà não ngoài đó lạnh thiệt. Mình á, thì mình làm cái thật thì mình kỵ nhất là tắm đêm, mà chắc là ở nhà luôn cũng vậy, là 7 giờ là mình đã tắm rồi, còn là sau 7 giờ là mình không tắm nữa, là đợi tới ngày hôm sau, có thể là vừa thức giấc sáng là mình tắm liền luôn chứ không có để đó. Còn mà đêm là quá 10 giờ là không tắm, mà bữa nay là tắm khuya luôn, rồi mà đi nước mặn mọi người, không tắm làm sao ngủ. Ok, đây mà đây cả mọi người thêm ly nữa nha. Mà ngọt ngay luôn. Mà ngộ nghiêu mình bắt nước đồng gì là ăn không cát. Vậy ăn luôn ăn liền không cát. Mà nước lớn bớt vậy thật vui màu lá hậu cát. Tại vì sao nước nó lớn con nhiêu cảm nhận được cái hạ miệng ra là cái mình ngồi lên. Nhiêu ngọt đã. Đúng vậy. Nhiêu du lịch. Ok mọi người. Thì nếu mà để cho anh em mà ăn hết một cái bãi chiến trường này á thì nó tới khuya luôn mọi người, thậm chí là để gà gái luôn mọi người. Thì nói chung là ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay anh em mình cũng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người cái cảm giác mà khi mà mình đi săn bắt đêm, mình đi bắt những cái con vật nó sinh tồn ở trên biển, nó sống ở trên biển, ở trên bãi biển mọi người, nó như thế nào. Thì ngày hôm nay thật sự mà nói là rất là cảm ơn anh Tự, cũng là cảm ơn em Lùng Cú Lùng đó, đã dẫn cho anh cũng như là dẫn cho tất cả mọi người đi cùng đi trải nghiệm bắt nghêu, bắt ốc và bắt gì nữa ta, bắt sò. Bắt sò như thế nào. Ok thì clip của mình đến đây cũng đã dài rồi mọi người, không biết là anh Tự với lại em Cu Lùng lần đầu tiên xuất hiện trên clip của anh Cu Lùng với lại anh Tự như là có lần một lần rồi câu cá câu đợi câu cá. Ok, và không biết là sự xuất hiện lần này có lời bình luận cũng như là nhận xét gì, cũng như là muốn chia sẻ những cái gì đó đến cho tất cả mọi người không? Thì ở đây thì sống nước mặn mà đồ rất là nhiều, ví dụ anh em có thời gian nào thì cứ trải nghiệm thì cứ gặp anh Huy xuống đây mình dẫn đi. Wow, một lời mời khá là chân thành phải không? Đúng rồi. Tại ở tim đập bình tự nhảy ra ngoài hứng luôn á, nấu cháo mà hiểu mà nấu cháo. Ok em có nói gì không luôn? Ok thì bây giờ anh xin thay mặt em luôn cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với anh em mình trong suốt quá trình của clip này trong buổi tối ngày hôm nay. Ok thì nếu như tất cả mọi người thấy clip thú vị hay thì cho anh em mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh cũng như là chia sẻ rộng rãi để cho tất cả mọi người cùng được biết. Vô cái tạm biệt mọi người nè. Vô chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.